Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây Công an Long An cho biết đã có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có quan hệ bất chính với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Khởi tố thầy ông nội Lê Tùng Vân hành vi loạn luân. Ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ bất chính với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Đầu năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cuối tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi cùng lãnh 4 năm tù, Cao Thị Cúc 62 tuổi 3 năm tù và Lê Thanh Nghị Nguyên 24 tuổi 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Đến 21 tháng 8 năm 2022, những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đầu tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại đây, hội đồng xét xử bác kháng án, giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm. Tịnh Thất Bồng Lai lừa cộng đồng, trục lợi từ thiện như thế nào? Thưa quý vị, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai hay tên khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa được xác định là dựa trên kết quả giám định ADN của 28 cá nhân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, dấu hiệu về lừa đảo tại Tịnh Thất Bồng Lai ít nhiều đã được làm rõ từ trước. Điều đầu tiên cần nói đến là điểm Tịnh Thất Bồng Lai hay sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, vốn là nơi biến ra thành tự. Cụ thể, năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, quê An Giang, về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua nhà đất rồi tự biến thành một cơ sở tôn giáo. Sau đó, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quê An Giang, về đây sinh sống, tự phong là trụ trì, Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay thầy ông nội, luôn miệng giới thiệu Tịnh Thất Bồng Lai là chùa. Những người sinh sống trong hộ bà Cúc đã thiết kế căn thờ Phật trong nhà như chánh điện của tu viện Pháp giáo. Họ đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu. Tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo, làm nhiều clip đăng tải trên mạng, tự nhận là chùa, Tịnh Thất của giáo hội. Trước đây, chính quyền tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh và có khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Những đứa trẻ gọi là chú tiểu sinh sống tại đây, sự thật không phải là trẻ mồ côi, đang sống cùng mẹ ruột nhưng xưng hô hàng ngày bị gọi khác đi nhằm che giấu. Trong giấy tờ liên quan có tên mẹ nhưng tên cha cũng bị che giấu đi một cách có ý đồ. Điều đáng ngờ là về lai lịch của người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Đức hay thầy ông nội Lê Tùng Vân, đến nay cơ quan chức năng cũng đã làm rõ. Cụ thể, từ trước đó, ông Vân chưa từng tu hành ở chùa nào. Sau năm 1975, ông từ quê An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là có những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo từ thiện. Những năm 1990, ông Vân lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, chuyên tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép, bị tố mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ, chứng cứ để điều tra hình sự, nên khi đó, chính quyền huyện Bình Chánh đã dẹp bỏ cơ sở trên. Bẵng đi một thời gian, đến khoảng năm 2014-2015, ông Lê Tùng Vân tái xuất hiện tại cơ sở mang tên Tịnh Thất Bồng Lai, một hình thức bình mới rượu cũ cũng nhắm đến mục đích là lừa đảo từ thiện.
có thể nói hoạt động lừa đảo trục lợi từ thiện xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai biến tướng, nhiều tinh vi hơn so với cơ sở trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh trước đây, là có sự tiếp tay của mạng xã hội, thậm chí là lợi dụng cả sóng truyền hình. Điều đầu tiên kể đến là việc những người tại tỉnh thất Bồng Lai đã có những kịch bản bài bản, tính toán tinh vi khi xây dựng hình ảnh những cá nhân trước cộng đồng. Cụ thể, năm 2014, đệ tử Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở tỉnh thất Bồng Lai và đạt giải Á quân. 3 năm sau, hai người tự giới thiệu là thầy, tu sĩ của tỉnh thất Bồng Lai gồm Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã tham gia cuộc thi hát bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng mặc đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được thầy ông nội nhận nuôi và họ đã được đón nhận. 2 năm liên tiếp sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở tỉnh thất Bồng Lai đã tham gia 2 mùa chương trình Thách Thức Danh Hài và đều đạt giải cao. Chính hình ảnh của những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu và có tài năng mà mang danh trẻ mồ côi đã làm lay động bao trái tim, từ đó những nguồn tiền từ thiện trong và ngoài nước được đổ về tỉnh thất Bồng Lai. Tỉnh thất Bồng Lai sau đó đã cho ra đời hàng loạt kênh YouTube như Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhất Nguyên Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Hoàn Nguyên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Lê Thanh Huyền Trân Official. Riêng kênh Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có hàng triệu lượt đăng ký. Những người lớn tại tỉnh thất Bồng Lai đã có những kịch bản để khai thác triệt để hình ảnh của những đứa trẻ được giới thiệu là mồ côi. Trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Ngoài ra, những cá nhân ở tỉnh thất Bồng Lai còn quản lý hàng loạt các trang Facebook cá nhân, fanpage. Tất cả những kênh thông tin mạng xã hội như nói trên đều chung mục đích kêu gọi từ thiện. Có thể nói, trong suốt thời gian trước đó, tỉnh thất Bồng Lai đã đưa ra những thông tin sai sự thật một cách có chủ đích như là chùa, là người tu hành, là nơi nuôi trẻ mồ côi và lợi dụng mạng xã hội, sự dễ dãi của game show truyền hình để đánh bóng hình ảnh. Chính vì thế, khoản tiền từ thiện của rất nhiều người trong và ngoài nước đổ về tỉnh thất Bồng Lai cũng không ít. Từ vụ việc này, nhiều người cho rằng các chương trình giải trí cần được chọn lọc, điều tra kỹ hơn các đối tượng tham gia. Những cái xấu, sự lệch chuẩn cần phải được phát hiện, chấn chỉnh và ngăn chặn ngay từ đầu, không để cái sẩy nảy cái ung, gây nên bao hệ lụy cho xã hội. Sau hơn 1 năm nhận bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố để điều tra thêm tội loạn luân. Vậy với tội danh này, thầy ông nội sẽ đối diện với hình thức xử lý nào? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!